chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin Nhịp đập Euro 2021 của webthethao.vn. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn những thông tin mới nhất xung quanh giải bóng đá lớn nhất châu Âu này. Và sau đây sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Đan Mạch và Italia giành vé vào tứ kết Euro 2020. Chiến thắng cho Đan Mạch và những thống kê lịch sử. Bỉ, Bồ Đào Nha, sàn đấu của những siêu sao. Khởi đầu giải đấu với sự đen đủi bởi sự việc ngoài mong muốn của nhà trường Christian Eriksen cùng phong độ nghèo nàn ở hai trận đấu đầu tiên, nhưng Đan Mạch đã trở lại mạnh mẽ ở lượt cuối vòng bảng để lách qua khe cửa hẹp vào vòng 1/8. Ít ai nghĩ rằng một đội tuyển Đan Mạch như vậy lại có thể dễ dàng quật ngã một đội tuyển xứ Wales của những Gareth Bale hay Aaron Ramsey. Sau trận đấu với đội tuyển xứ Wales, tài năng trẻ Dolberg khiến nhiều người biết đến tên mình hơn với một cú đúp ở trận đấu này để góp công vào chiến thắng 4-0 của những chú lính chì trước đội tuyển xứ Wales, qua đó có lần thứ hai vào đến tứ kết sau Euro năm 2004 trên đất Bồ Đào Nha. Trận đấu còn lại của vòng 1/8 diễn ra đêm qua rạng sáng nay là màn so tài giữa Italia và đội tuyển Áo. Cuộc đối đầu này quả thực đã khiến nhiều anh em đi xa thật sự. Ít ai nghĩ rằng một Italia thăng hoa như vậy lại không thể ghi được bàn thắng nào vào lưới đội tuyển Áo trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Phải mãi tới khoảng thời gian thi đấu của hiệp phụ, những chân sút của đội bóng Áo Thiên Thanh mới thực sự bùng nổ. Federico Chiesa và Pessina là những cầu thủ lập công cho đội quân của Mancini. Trong khi đó, Áo cũng có được một bàn gỡ nhưng là không đủ để lật ngược tình thế. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên trong thời gian thi đấu hiệp phụ của Italia tại một vòng chung kết Euro. Trước đó vào các năm 1968, đội bóng Áo Thiên Thanh cũng có hai trận đấu phải đá hiệp phụ, một trận đi tiếp nhờ tung đồng xu, trận còn lại phải đá lại và lên ngôi vô địch. Còn tại Euro năm 2000, những chàng trai lãng tử của bóng đá Ý đã để thua người Pháp trong thời gian thi đấu của hiệp phụ ở trận chung kết và chấp nhận về nhì. Hai mươi ba giờ đêm qua 26/6, Đan Mạch đã có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước đội tuyển xứ Wales để có được tấm vé đi tiếp tại Euro. Bên cạnh đó, trận đấu giữa xứ Wales và Đan Mạch còn được đi vào lịch sử Euro khi đây là lần đầu tiên hai thủ môn của cùng một câu lạc bộ đối đầu nhau trong một trận đấu tại Euro. Cụ thể, thủ thành Kasper Schmeichel của Đan Mạch và Danny Ward của xứ Wales đều là những người chơi trong màu áo của câu lạc bộ Leicester City. Trong trận đấu vừa qua, cả hai thủ thành này đều xuất hiện trong khung gỗ với tư cách là người bắt chính cho hai đội tuyển Đan Mạch và xứ Wales. Ngoài ra, chiến thắng kể trên cũng giúp cho Đan Mạch trở thành đội tuyển đầu tiên ghi được từ 4 bàn thắng trở lên trong hai trận đấu liên tiếp tại Euro năm nay. Trước đó, Đan Mạch đã hủy diệt đội tuyển Nga với tỷ số 4-1 ở lượt trận cuối vòng bảng. Rõ ràng, những chú lính chì thực sự là ẩn số thú vị ở vòng chung kết Euro năm nay. Federico Chiesa là một trong những cầu thủ được tung vào sân thay người khi Italia rơi vào thế bế tắc trước đội tuyển Áo ở vòng 1/8 Euro 2020, và ngay lập tức cầu thủ này đã tỏa sáng với một pha lập công. Như vậy, sau 25 năm, Chiesa đã tiếp bước cha mình lập công tại giải vô địch châu Âu với bàn thắng vô cùng quan trọng cho Italia. Vào năm 1996, Enrico Chiesa cũng đã ghi bàn ở trận đấu gặp Cộng hòa Séc trong giải đấu mà Azzurri bị loại ngay từ vòng bảng, dù cùng có 4 điểm như đội xếp thứ nhì. Bây giờ, Federico Chiesa đang tiếp nối mùa giải ấn tượng của mình cả với câu lạc bộ Juventus lẫn đội tuyển quốc gia. Trong 58 lần ra sân, anh có 16 bàn và có 10 pha kiến tạo cho đội bóng thành Turin. Như thường lệ, trước khi đến với phần nhận định của Web Thể Thao về trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Cộng hòa Séc, xin mời các bạn cùng tham gia mini game dự đoán tỷ số trận đấu giữa Hà Lan và Cộng hòa Séc trên fanpage của webthethao.vn để mang về cho mình những phần quà giá trị. Link tham gia sự kiện ở ngay phần mô tả các bạn nhé. Hà Lan với Cộng hòa Séc hứa hẹn sẽ tạo ra một màn thư hùng xứng đáng với những gì mà người hâm mộ chờ đợi. Bởi lẽ những gì mà cả hai đội bóng này thể hiện ở vòng bảng là cực kỳ ấn tượng. Nhất bảng C là thành tích mà đội tuyển Hà Lan có được sau vòng đấu đầu tiên. Điều này phản ánh đầy đủ màn trình diễn mà đội bóng này thể hiện. Thầy trò huấn luyện viên Frank de Boer giành trọn vẹn 9 điểm sau 3 trận khi lần lượt đánh bại Ukraine, Áo và Bắc Macedonia,
với một lối chơi cống hiến và đẹp mắt. Dù không có trong tay quá nhiều những ngôi sao đẳng cấp trong đội hình, nhưng Club Bóng màu da cam lại đang tận dụng tốt sức mạnh tập thể để giúp mỗi cá nhân phát huy được điểm mạnh nhất. Với một nhánh đấu có phần dễ dàng, nhiều khả năng Club Bóng màu da cam sẽ tiến xa ở giải đấu lần này. Về phần Cộng hòa Séc, họ đứng thứ 3 ở bảng D với 4 điểm sau 3 lượt trận. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất của thầy trò huấn luyện viên Sinhavi chính là việc họ đang sở hữu một sát thủ đáng sợ. Ở vòng bảng, Cộng hòa Séc chỉ ghi được đúng 3 bàn thắng, nhưng điểm bất ngờ là cả 3 bàn thắng mà họ có được đều đến từ một cái tên, đó chính là Patrick Schick. Cầu thủ sinh năm 1995 đang là một trong những cầu thủ cực kỳ đáng chú ý tại Euro 2021. Khả năng đọc tình huống, chọn vị trí và dứt điểm tốt bằng cả hai chân của Patrick Schick hứa hẹn sẽ là một mối hiểm họa đầy bất ngờ dành cho Hà Lan ở trận đấu sắp tới. Bước vào vòng 1/8, cả Hà Lan lẫn Cộng hòa Séc chắc chắn sẽ cống hiến những gì tinh túy nhất của mình. Và với những gì mà cả hai đội bóng này đã thể hiện ở vòng bảng, người hâm mộ khắp thế giới hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một trận đấu với chất lượng chuyên môn cao. Nhận định chuyên gia, trong những lần gặp nhau gần đây, Cộng hòa Séc có thành tích tương đối tốt trước Hà Lan khi thắng 4 trong 6 trận đối đầu. Nhưng lần đối đầu này, lợi thế đang nghiêng về phía Club Bóng màu da cam khi đội bóng này sở hữu phong độ ấn tượng cùng với dàn sao chất lượng. Chuyên gia dự đoán kết quả, Hà Lan sẽ giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Cộng hòa Séc. Thông tin xung quanh, 12 trên 14 trận gần nhất của Hà Lan ở đấu trường châu Âu có từ 3 bàn trở lên. Hà Lan thắng 8 trên 9 trận gần nhất ở đấu trường châu Âu. Hà Lan ghi nhất 2 bàn trên 1 trận ở 12 trên 13 trận gần nhất tại đấu trường châu Âu. Cả 4 trận gần nhất của Cộng hòa Séc ở đấu trường châu Âu đều có dưới 3 bàn. Hà Lan ghi ít nhất 2 bàn trên 1 trận trong 3 lần gần nhất gặp Cộng hòa Séc ở mọi giải đấu. .vn dự đoán Hà Lan sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Cộng hòa Séc. Trước khi đến với phần nhận định của webthethao.vn ở trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Bồ Đào Nha tại vòng 1/8 Euro 2020, xin mời các bạn cùng đến với mini game dự đoán tỷ số trận đấu giữa Bỉ và Bồ Đào Nha trên fanpage của webthethao.vn để mang về những phần quà giá trị các bạn nhé. Và link tham gia của sự kiện sẽ ở ngay phần mô tả. Không ngoài dự đoán trước giải, đội tuyển Bỉ đã có một hành trình dễ dàng ở bảng E Euro 2020 với 3 trận toàn thắng. Đoàn quân của Roberto Martinez lần lượt hạ gục Nga, Đan Mạch và Phần Lan để kết thúc vòng bảng với ngôi dẫn đầu tuyệt đối. Dù thành tích vòng bảng là ấn tượng, nhưng điều đó không giúp Bỉ tránh khỏi một đối thủ khó chơi ở vòng loại trực tiếp đầu tiên. Bồ Đào Nha sẽ là một đối thủ của đội bóng hiện đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFA và đây sẽ là một cuộc đấu phải chứng kiến một ứng cử viên vô địch Bỉ loại. Dù toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, nhưng những gì mà Bỉ trình diễn vẫn chưa thể khiến cổ động viên hài lòng. Ngoài chiến thắng dễ dàng trước Nga, Bỉ đã gặp khó khăn khi đối đầu với Đan Mạch và Phần Lan và họ chỉ có thể giành 3 điểm nhờ vào màn tỏa sáng của Kevin De Bruyne. Đấu Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội, siêu sao đang chơi cho Man City tiếp tục là niềm hy vọng hàng đầu của Quỷ Đỏ. Nhưng điều này cũng có thể là con dao hai lưỡi với đoàn quân của Roberto Martinez, bởi một khi De Bruyne bị phong tỏa, đội bóng này chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha cũng tiến đến vòng loại trực tiếp trên đôi cánh của Ronaldo. Siêu sao 36 tuổi ghi 5 bàn trong tổng số 7 bàn thắng của nhà đương kim vô địch ở vòng bảng, giúp họ lách qua khe cửa hẹp ở bảng tử thần. Hàng thủ bất ngờ là điểm yếu của Bồ Đào Nha ở giải lần này và họ cần phải nhanh chóng tìm cách khắc phục điểm yếu đó nếu không muốn phải ôm hận trước hàng công đầy sức mạnh của Bỉ ở trận đấu tới. Nhận định chuyên gia, trận đấu này có thể diễn ra với nhiều kịch bản khác nhau. Tuy nhiên theo chúng tôi, đây sẽ là một trận đấu có nhiều bàn thắng. Huấn luyện viên Roberto Martinez của đội tuyển Bỉ thường thích nhập cuộc với một sự thận trọng nhất định. Tuy nhiên có lẽ họ sẽ tấn công phủ đầu ở trận đấu này. Họ muốn tìm kiếm bàn thắng trước khi những ngôi sao của Bồ Đào Nha như Ronaldo hay Jota đánh bại họ. Chuyên gia dự đoán kết quả, Bỉ và Bồ Đào Nha sẽ hòa nhau 2 đều trong 90 phút thi đấu chính thức. Thông tin xung quanh, đây là lần đầu tiên Bỉ và Bồ Đào Nha đụng độ nhau tại một giải đấu lớn chính thức. Trước đó, ở cả 5 lần gặp gỡ, Bồ Đào Nha đều thất bại. Trong 58 trận của đội tuyển Bỉ dưới thời huấn luyện viên Roberto Martinez, chỉ có 2 lần đội bóng này không thể ghi bàn trước Pháp và chính Bồ Đào Nha. Ở cả 5 giải đấu lớn gần nhất, Bỉ đều tiến vào vòng knockout. Euro 2020 là lần thứ 2 liên tiếp Bồ Đào Nha tiến vào vòng knockout với vị trí thứ 3 ở vòng bảng. Lần trước, họ đã lên ngôi vô địch. Bỉ đã thắng 13 trận gần nhất tại Euro.
Bỉ đã ghi ít nhất là 2 bàn ở 13 trận gần nhất tại Euro. Bồ Đào Nha đã bất bại ở 23 trên 25 trận gần nhất ở Euro. Có hơn 2 bàn được ghi ở 8 trên 9 trận gần nhất của Bồ Đào Nha tại Euro. Bồ Đào Nha đã ghi ít nhất 2 bàn ở 8 trên 9 trận gần nhất ở Euro. Web thể thao.vn dự đoán kết quả: Bỉ sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Bồ Đào Nha.